Kênh sầu riêng miền Tây xin kính chào quý bà con. Hôm nay kênh sầu riêng miền Tây sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giá sầu riêng Thái và sầu riêng Di Sáo hôm nay ngày 21 tháng 7 2024. Thì cụ thể giá sầu riêng Thái và sầu riêng Di Sáo như sau. Giá sầu riêng Thái lỗ nhất là từ 104 cho đến 106 ngàn, trái từ 2 hộp 7 cho lên và nặng 1 kg 9 cho đến 5 kg 2. Giá sầu riêng Thái lỗ nhì là 84 cho đến 86 ngàn, trái từ 2 hộp gữ cho lên và nặng 1 kg 7 cho đến 5 kg gữ. Giá sầu riêng Thái lỗ 3 là thương lượng. Đối với giá sầu riêng Di Sáo, giá sầu riêng Di Sáo lỗ nhất là từ 62 đến 63 ngàn, trái từ 2 hộp 7 cho lên và nặng từ 2 đến 5 kg. Giá sầu riêng Di Sáo lỗ nhì là từ 47 cho đến 48 ngàn, trái từ 2 hộp gữ cho lên và nặng 1 kg 7 cho đến 5 kg gữ. Giá sầu riêng Di Sáo loại 3 là thương lượng. Đó là giá sầu riêng Thái và sầu riêng Di Sáo. Thêm một thông tin, giá sầu riêng Musaking là giá sầu riêng Musaking loại nhất là 91.000 và giá sầu riêng Musaking loại nhì là 71.000 và loại 3 là thương lượng. Đó là giá sầu riêng hôm nay là gồm có giá sầu riêng Thái và Di Sáo và Musaking mà kênh đã cập nhật được từ công ty ở khu vực miền Đông. Thì quý cô chú anh chị nào có sầu riêng cần bán cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên kênh. Những cô chú anh chị nào mới vào kênh nhớ đăng ký và cho kênh một like, một cái chia sẻ để kênh tiếp tục cập nhật giá hàng ngày cho quý cô chú anh chị bà con nhà vườn mình được theo dõi giá cả sầu riêng cũng như theo từng khu vực. Thì kênh cũng xin cảm ơn quý bà con nhà vườn rất là nhiều. Chúc quý bà con nhà vườn một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn bà con.